Năm 2022, phát triển kinh tế của huyện Tiền Hải đã có bước tăng trưởng cao. Tổng giá trị sản xuất năm 2022 ước đạt trên 22.400 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2021, nằm trong nhóm dẫn đầu tăng trưởng các huyện, thành phố. Tuy nhiên, quý 1 năm 2023, tốc độ tăng trưởng của huyện ước đạt 9,6%. Để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023 là 14% trở lên, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao từ các cấp, các ngành, các đơn vị địa phương trên địa bàn huyện. Huyện sẽ phải đồng hành cùng với doanh nghiệp để phục hồi và phát triển mạnh sản xuất, trong đó tập trung cao cho lĩnh vực giải phóng mặt bằng để cho các cái doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu cụm công nghiệp có mặt bằng sạch, để đầu tư hạ tầng đồng bộ cho công nghiệp và thu hút các cái dự án lớn đầu tư vào trên địa bàn. Về lĩnh vực xây dựng cơ bản thì huyện sẽ phải làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời là khơi thông các nguồn lực để đẩy mạnh, đẩy nhanh cái tiến độ hoàn thành các công trình trọng điểm trên địa bàn. Cùng với Tiền Hải thì các đơn vị địa phương trong tỉnh thời điểm này cũng đang nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP từ 11% trở lên mà tỉnh đã đề ra trong năm 2023. Các sở ngành địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm như phát triển bền vững nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa có chất lượng và giá trị kinh tế cao gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ mới, sản phẩm có giá trị, sức cạnh tranh cao, tập trung xây dựng khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm động lực phát triển kinh tế, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Thì chúng tôi đặc biệt là lưu ý đến liên quan đến giải pháp về nguồn thu. Thì tôi thấy tham mưu cho cùng với các ngành chức năng, tham mưu cho tỉnh tập trung khai thác các nguồn thu để bố trí cho các công trình trọng điểm của tỉnh để phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm. Ngoài ra thì chúng tôi tham mưu cho Ủy ban tỉnh để thực hiện điều hành dự toán ngân sách, thu chi ngân sách trong năm, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu của Hội đồng dân tỉnh giao. Hai, một mặt nữa là liên quan đến việc chi ngân sách thì tham mưu cho tỉnh điều hành chi ngân sách đảm bảo linh hoạt, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao. Một mặt nữa là chúng tôi phối hợp với các ngành để tham mưu cho tỉnh tạo điều kiện môi trường đầu tư thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh để phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội năm 2023, bên cạnh các lĩnh vực như nông nghiệp, thương mại dịch vụ, thì phát triển công nghiệp được xem là yếu tố rất quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh, ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế. Những năm gần đây, hội nhập kinh tế quốc tế đã có những tác động tích cực, tạo nên những chuyển biến mang tính bứt phá đối với tỉnh ta. Theo đó, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã được nâng lên rõ rệt. Các doanh nghiệp đã chủ động các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Ban lãnh đạo công ty cũng đã có cái biện pháp hướng giải quyết là đảm bảo cái nguồn cung, ký hợp đồng cũng như là tạo nguồn, đảm bảo cái nguồn cung xăng dầu nó ổn định trên thị trường. Cái thứ hai nữa là đáp ứng được cái phân phối lượng xăng dầu cho hệ thống phân phối xăng dầu của công ty để phấn đấu làm sao năm 2023 là vượt mức, hoàn thành vượt mức cái chỉ tiêu của công ty, lại ban lãnh đạo công ty đề ra và tăng trưởng từ 7-10%. Để đạt được tiêu tăng trưởng từ 10-15% trở lên trong năm 2023 này, ngay từ đầu năm đã có cái giải pháp tập trung vào đầu tư chiều sâu để nâng cao cái năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và đặc biệt là xây dựng cái dự án đầu tư trong năm 2023 là đầu tư cái dự án mới, đó là dự án đa dạng hóa sản phẩm, là những mặt hàng sản phẩm xứ mỹ nghệ Long Hầu. Và thông qua cái này thì chúng tôi nhằm đa dạng hóa, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, đồng thời góp phần vào cái tăng doanh thu của công ty. Thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách, thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Các sở ngành và chính quyền các địa phương cũng chủ động nắm bắt khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật, để giúp các doanh nghiệp nhanh chóng thực hiện dự án, phục vụ tăng trưởng kinh tế của địa phương. Sự quan tâm hỗ trợ kịp thời đó đã và đang tạo ra động lực lớn để các doanh nghiệp duy trì ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh cũng đã cầu nối giữa các hội viên và các cấp chính quyền của tỉnh để hỗ trợ các hội viên tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc trong các cái thủ tục
hành chính cũng như các cái thủ tục về đầu tư để các cái dự án đầu tư của các hội viên được triển khai nhanh hơn để gọn hơn và thực hiện sớm hơn đối với các dự án. Và chúng tôi cũng đã kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiếp xúc với các thị trường ngoài nước để có thể tiêu thụ được, giao thương thương mại với các doanh nghiệp nước ngoài, đẩy mạnh được tiêu thụ sản phẩm ra nước ngoài. Tin tưởng rằng với quyết tâm vượt qua khó khăn của các cấp ủy đảng chính quyền địa phương, sự chung sức đồng lòng của người dân, doanh nghiệp sẽ là tiền đề vững chắc để tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023, góp phần tạo nền tảng thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 đã đề ra.